Club Italy Atalanta trở bán thẻ chính vì biên rung vòn UEFA Champions League trong vẹp rằm bay cầm trong cao dụng mạnh đi dạng chốc chiếm cao đọc bốt bị cọp ở Club Paris Saint-Germain tam bị cao dọc chân nè nâng để tí tí cao sập bột tới hỏi nụ của đăng đại thá Club PSG miền ọc cá xuất rõ hốt đo tới đập rằm bi chương ấy nọ bần tái mình ai dọc ba mươi cọp nụ tê nơi nông rồi dạp bếp 80 rằm buôn nụ tì trong này ai Club Atalanta vĩnh rốc ba mươi cọp nòm một tăng bình nụ tí tí mà phê rằm mùi có Mario Pasalic bằng tay vầy bán prai prul nơi nơi tí tí cao sập bộ bốl cứ chiên nơi tí sầm nàng rồi bóp PSG đã ác bóng bóng sầm nàng tí bán pi crop tạm cỏi tầm lẽ Club Atalanta chiên tự vẹo buồn cầm trọng cỏi hỏi pi crop nụ đài rồi bán đôi gà lá cổ Marquinhos nơi nơi tí tí cao sập nâng mùi crop tiết rồi bán đôi gà lá cổ Chupo Moting nơi nơi tí tí cao sập bộ bầy dùng tạm là tập hò ní Club PSG bán cọ cỏi ấy lăng tự vẹo bẹo cản đạp đạch prol đòi trớ rung chạm là tập hò nấy ca prakut រវាងក្លឹប RB Leipzig ឬក៏ Atletico Madrid ដែលនឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតនៅយប់នេះ